Tiếp tục chương trình với chuyên mục cà phê sữa đá thì có một thông tin sau rất là nhiều ngày qua cũng đã gây ồn ào trên mạng xã hội, đó chính là thông tin liên quan đến việc ca sĩ Thủy Tiên từ chối trả lại tiền cho một người hâm mộ của mình khi mà họ đã chuyển nhầm từ 300.000 để ủng hộ từ thiện thành 30 triệu đồng. Tuy nhiên thì sau rất là nhiều tháng ồn ào liên quan đến vấn đề này, ca sĩ Thủy Tiên mới đây cũng đã có một cách giải thích ổn thỏa cho vấn đề này. Theo đó, vào ngày 4 tháng 4 thì Thủy Tiên đã chia sẻ thẳng thắn về vụ việc nữ ca sĩ đã gửi lời xin lỗi vì đã hiểu nhầm chủ tài khoản, đã nghi ngờ sự không trùng khớp của các thông tin người này đưa ra. Bên cạnh đó thì Thủy Tiên cũng đã đăng tải hình ảnh chứng minh đã chuyển lại số tiền 30 triệu đồng cho người chuyển khoản nhầm. Hành động này của cô cũng đã nhận được sự đồng tình của đông đảo khán giả. Được biết trước đó vào ngày 3 tháng 6, Thủy Tiên cũng đã chia sẻ dài trên trang cá nhân, cô cho biết không nhận được 30 triệu đồng nào từ số tài khoản mà người báo chuyển nhầm tiền cung cấp, cũng như có sự sai lệch về thông tin số tài khoản chuyển tiền của cả hai bên khi có đối soát của ngân hàng. Tuy nhiên, dưới phần bình luận thì nhiều người cho rằng sở dĩ hai con số có sự khác nhau vì một cái là số tài khoản, còn cái còn lại là số thẻ, đồng thời chỉ trích nữ ca sĩ không xem xét kỹ lưỡng trước khi đăng tải.